Thám tử lừng danh là bộ truyện đã trải qua rất nhiều năm. Bộ truyện luôn gây ra sự tò mò cho khán giả về những vụ án. Là một bộ truyện tranh về phá án theo khoa học, hiện thực. Nhưng trong bộ truyện vẫn còn tồn tại những điểm vô lý mà đến bây giờ chưa thể giải đáp được. Vậy những điều vô lý đó là gì? Hãy cùng mình theo dõi trong video này nhé. Nhớ dành ra 3 giây để nhấn nút like và đăng ký ủng hộ tới nha. Đầu tiên chúng ta phải kể đến sự xui xẻo của Conan. Có lẽ sẽ không có ai chạy việc thần sầu như Conan. Trải qua hơn 1.000 tập với khoảng thời gian chỉ mới 6 tháng trong thế giới của phim, Conan trung bình phải giải quyết 2 đến 3 vụ án trong một ngày. Với thân phận của một học sinh tiểu học, Conan xem ra còn bận rộn hơn cả các cô chú cảnh sát. Ngoài ra, điều này đồng nghĩa với việc Conan đã lan tỏa sự xui xẻo của mình trong suốt 6 tháng không ngừng nghỉ. Conan đi đến đâu, bất cứ nơi nào và gặp những ai thì đồng nghĩa nơi đó sẽ có án, chứ không bao giờ yên bình. 2. Tất cả hung thủ và không ít nạn nhân giỏi đến xuất chúng. Trong thám tử lừng danh Conan, mỗi vụ án đều thu hút khán giả bởi sự độc đáo trong cách gây án, dàn dựng của hung thủ. Đây cũng là đặc sản riêng của phim, thế nhưng lại dẫn đến một điều không thực tế. Gần như tất cả những hung thủ trong Conan đều rất uyên bác, có khả năng tạo nên một hiện trường khó nhằn cho giới chức trách, mà chỉ có Conan hay Hattori mới giải được. Chưa dừng lại ở đó, nếu hung thủ đã thông minh thì đôi lúc nạn nhân cũng không phải dạng vừa. Có không ít nạn nhân từng để lại lời trăn trối cuối cùng nhằm tố cáo hung thủ, nhưng cũng dưới dạng mật mã vô cùng hóc búa. Có thể nói trong Conan, ai cũng là thiên tài. 3. IQ cao vô lý của Kaito Kid. Thám tử lừng danh Conan sở hữu dàn nhân vật vô cùng thông minh, thế nên chắc chắn chỉ số IQ không hề thấp. Thế nhưng với Kaito Kid, con số này lại đạt đến ngưỡng 400. Điều này đã được xác nhận trong dự án riêng của Kaito Kid tên Magic Kaito. Ngoài đời, những người có chỉ số IQ cao nhất cũng chỉ đạt đến mức ngoài 200. Gần đây kỷ lục Guinness đã ghi nhận bà Marilyn Vosservan sở hữu IQ 228. Tuy vậy, một số khán giả cho rằng đây vốn dĩ là chi tiết của riêng bộ Magic Kaito, và nó không nên được đồng nhất với nội dung chính của thám tử lừng danh Conan. 4. Ông Mori dành cả cuộc đời ngủ gật. Để phá án, Conan thường xuyên dùng một món thiết bị nổi tiếng là thuốc gây mê. Do tiến sĩ Agasa chế tạo nên, thuốc gây mê sẽ được bắn ra từ đồng hồ của Conan để ngụy trang với người khác. Đa phần, Conan đều mượn thám tử Mori để phá án, thế nên ông mới có biệt danh thám tử ngủ gật. Thế nhưng đây cũng là chi tiết vô lý nhất phim. Đã trải hơn 100 tập truyện, tương đương hơn 1.000 tập phim, tức thám tử Mori đã bị gây mê trên dưới hàng trăm lần. Thế nhưng lần nào cũng vậy, ông đều không hay biết gì hay vì sao bản thân bị như thế, thậm chí xem nó như lẽ bình thường. Ngoài ra, việc thuốc mê có thể khiến người khác bất tỉnh ngay lập tức chắc chắn có nồng độ cao, dùng nhiều sẽ ảnh hưởng đến thần kinh. Chưa kể, việc bắn thuốc mê liên tục vào gáy của Mori bằng kim cực nhỏ chắc chắn sẽ để lại dấu vết, thậm chí lên đến hàng trăm. Thế nhưng tuyệt nhiên Mori chẳng thấy khác thường, và những người khác cũng không thắc mắc gì về hiện tượng ngủ gật này. Trên đây là những điều vô lý trong bộ truyện Conan mà mình tìm hiểu được. Nếu các bạn còn thấy bộ truyện có chỗ nào vô lý nữa, thì hãy nhớ để lại bình luận nha. Video của mình cũng đã hết, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.